Thưa quý thầy, là hôm nay là chúng ta sẽ bắt đầu cái bài học là cái kinh đầu á. Chúng tôi dự định là giới thiệu cho quý thầy là khoảng độ những cái bài kinh đầu căn bản đầu tiên của kinh Trung Bộ á. Thì khoảng độ rồi thì chúng ta tùy thuộc vào cái thời lượng của chúng ta, nên ngoài căn bản là chúng ta sẽ tiếp cận ngoài cái kinh là Bali là kinh Trung Bộ với những cái bài kinh mà đầu tiên này từ 1 cho đến 10. Rồi sau đó nếu như mà có thời gian thì chúng ta sẽ là học thêm là thưa là hôm nay thì chưa có, thì chúng tôi là giới thiệu về quý thầy một bài kinh ngắn là không nằm ở trong Trung Bộ, nhưng mà có thể nói rằng là một bài kinh là chỉ nằm ở trong là Tăng Chi Bộ á, để là quý thầy là chiêm nghiệm những lời Phật dạy. Nó có thể nói rằng là nó gần gũi với cái đời sống là xuất gia, đời sống phẩm hạnh của chúng ta nè. Nó cũng có thể nói xem như là những cái khái niệm đầu tiên để chúng ta đi vào là tiếp cận những cái bài kinh Trung Bộ, cho thấy rằng là một cái thực ra gần gũi quá đến mức độ nó là cái hơi thở của mình nữa, chứ không có gì cả. Chỉ có cái việc là mình chưa có cái gì để mà tiếp cận nhiều á, do đó mình thấy rằng nhiều khi đọc vào thấy hằng hơi là tí một số các cái khái niệm hay từ ngữ á, nhiều khi mình chưa quen lắm á, thì do đó mình thấy nhiều khi hằng hơi khó này. Nhưng mà kỳ thực á, chúng ta thấy những cái bài kinh của Đức Phật ở trong những cái kinh tạng mà nguyên thủy đầu tiên đấy, này là thực ra là một cái lễ sống, hoàn toàn một cái lễ sống, những cái phương pháp với pháp môn để mà thể hiện cái nếp sống mà phạm hạnh ấy, nếp sống và đang là trung đạo, nếp sống bạc thành đạo, nếp sống giới định tuệ đó. Hoàn toàn là tất cả bài kinh nào này tôi đọc rồi thấy được hoàn toàn là cũng là chỉ là để nói ra lên cái nếp sống ấy, để trình bày cái nếp sống ấy dưới hình thức này hình thức khác, ở trong điều kiện này trong điều kiện khác, ở trong cái tâm lý này trong tâm lý khác, chỉ là những cái lời dạy Đức Phật luôn luôn là tập trung vào là chỉ rõ cái nêu rõ cái con đường ấy, con đường ấy ngài đã đúc kết ở trong cái bài kinh ấy, cho chúng ta thấy là ngài bảo là xưa cũng như nay là Như Lai chỉ nói lên hai điều, đấy là khổ và cái sự diệt khổ mà thôi. Do đó là chúng ta nhớ đọc những lời kinh của Đức Phật có thể hiện lên toát lên rõ ràng một cái quan niệm, một cái trình bày, một cái sự thật nói lên sự khổ đau, sự phiền muộn của con người và cuộc đời này, là của tất cả các pháp hữu vi nội chúng, là một cái nội ưu tư, một cái sự nhìn thấy rất rõ này những cái biểu hiện cái sự hiện hữu khổ đau đó. Này thì mà cuối cùng là thì chúng ta lại trở lại cái công việc của chúng ta, thì tôi là dự định nữa là dạ vâng xin mời là hôm nay là giới thiệu về quý thầy quý cô một cái bài kinh ngắn ở trong về Tăng Chi. Hôm nay thì chưa có cái tài liệu, do đó là chúng ta là xem qua cái bài kinh rất là ngắn, nhưng mà có thể nói là phản ánh những cái lời dạy hết sức là căn bản của Đức Phật nói về một cái nhập sống phạm hạnh, thể nói là như là một cái lý tưởng, một cái đường hướng, một mục đích đó. Nè, nó nằm gọn ở trong những cái lời dạy, lời khuyên của Đức Phật dành cho các cái vị xuất gia. Bài kinh có cái tên là Kinh Các Pháp. Bài kinh nằm trong cái thuộc là Anguttara Nikaya, là Tăng Chi Bộ đó. Nó nằm ở trong cái chương là 10 pháp đó. Do đó là có thể nói là có 10 lời dạy ngắn gọn của Đức Phật dành cho các cái vị xuất gia. Chúng ta sẽ đi qua từng cái lời dạy bài kinh này, thì chúng tôi xin là đặt cái tựa đề cho nó là kinh là kinh các pháp của chúng thôi, chúng tôi xin đặt cái tựa đề gọi là 10 điều.
gồm có 10 cái lời khuyên của Đức Phật dành cho người xuất gia. Xem chúng tôi sẽ nói như là 10 điều tâm niệm hay 10 điều luôn luôn chúng ta cần phải nghĩ đến, nhớ đến, ưu tư suy nghĩ để mà thực hành, để mà ứng dụng vào trong đời sống mà tu tập của chúng ta. Đây tôi đọc nguyên văn cái bài kinh, nó đơn giản và ngắn lắm. Đây, quý thầy có thể là ghi lại, mình cũng có nằm trong cái tài liệu. Là Đức Phật là vào là ngài khuyên liền, ngài này các tỳ kheo, có 10 pháp này người xuất gia phải luôn luôn là quan sát. Đây, có 10 pháp này người xuất gia phải luôn luôn quan sát. Thế nào là 10? Là nhiều hỏi. Ở đây là nguyên văn của bài kinh. Này các tỳ kheo, phải có 10 pháp này phải người xuất gia phải luôn luôn quan sát. Chấm. Thế nào là 10? Chấm hỏi. Đây là thì lời mở đầu của Đức Phật này, gọi là ngài sẽ nói đến 10 cái pháp khuyên các vị tỳ kheo cần phải luôn luôn là xem xét, cân nhắc, quan sát, hoặc là xem xét, theo dõi, nhận thức này, này sát là nghĩa rằng là thẩm sát, xem xét một cách kỹ lưỡng lại, này, xem lại, xem đi xem lại gọi là sát này, này là quan sát là nghĩa rằng là cần phải xem xét, cân nhắc này, thường xuyên như thế. Đây là cái lời khuyên đầu tiên của Đức Phật. Và ngài tiếp theo ngài nói này, thế nào là 10? Thứ nhất thì chúng ta ghi thứ nhất là 1, người xuất gia phải luôn luôn quan sát. Người xuất gia phải luôn luôn quan sát. 2 mở một kép. Thứ nhất là người xuất gia phải luôn luôn quan sát. 2 chúng ta mở một kép. Từ thẩm sát, từ nhắc nhở cho chính mình. Đây là lời dạy của Đức Phật. Ta nay đi đến tình trạng là người không giai cấp. Đi đến tình trạng là người không giai cấp. Đây là một cái lời khuyên của Đức Phật, hay là một cái gợi ý của Đức Phật để cho những người xuất gia của chúng ta cần phải thường xuyên quan sát, xem xét, nhắc nhở chính mình. Là ta nay đi đến tình trạng là người không giai cấp. Chúng ta nhớ là không giai cấp. Lời khuyên thứ hai của ngài là người xuất gia phải luôn luôn quan sát. 2 chúng ta mở một kép. Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. Đời sống tùy thuộc, chúng ta nhớ tùy thuộc. Thì tôi sẽ gợi ý từng lời khuyên của Đức Phật, hay từng cái gợi ý của Đức Phật về 10 cái lời khuyên này. Thì chúng ta đi sang thứ 3 là người xuất gia không phải luôn luôn quan sát. 2 chúng ta mở một kẹp. Nay cử chỉ oai nghi của ta cần phải thay đổi. Nay cử chỉ oai nghi của ta cần phải thay đổi. Này, lời khuyên thứ 3 của Đức Phật dặn cho các cái chư vị xuất gia, cử chỉ oai nghi phải thay đổi. Chúng ta sang cái lời khuyên thứ 4. Vậy người xuất gia phải luôn luôn quan sát. 2 mở một kẹp. Không biết tự ngã, biết tự ngã
Tự ngã là tự mình đó, Atta đó. Tự thân đó, chính mình đó, không có gì cả. Tự ngã có chỉ trích ta về giới hành không? Không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hành không? Hay về giới hành đó. Này là cái lời khuyên thứ tư hay là hay là cái sự gợi ý thứ tư của Đức Phật dành cho những người xuất gia, khuyên người xuất gia thường xuyên phải thẩm sát, quan sát, xem xét này, về cái nếp sống của mình này, theo cái tiêu chí này, theo tiêu chuẩn này. Hay chúng ta sang cái lời khuyên thứ năm, vậy người xuất gia phải luôn luôn quan sát, chúng ta mở ngoặc hoặc kép, không biết các vị đồng phẩm hành có trí, các vị đồng phẩm hành là bạn đồng tu đó, có trí, sau khi xem xét có chỉ trích ta về giới hành không? Không biết các vị hay là chư vị đồng phẩm hành có trí sau khi xem xét và chỉ trích ta về giới hành không? Thì đây cũng là thuộc về giới hành. Giới hành giới sila, giới đức. Đây là lời là khuyên thứ năm của Đức Phật dành cho các vị xuất gia. Người xuất gia phải luôn luôn quan sát, không biết các vị đồng phẩm hành có trí sau khi xem xét có chỉ trích ta về giới hành không. Đây là thứ năm. Thứ sáu, chúng ta sang cái lời khuyên thứ sáu cũng vậy. Người xuất gia phải thường xuyên quan sát hay luôn luôn quan sát mọi vật khả ái, khả ý của ta đều bị thay đổi, biến diệt, biến hoại, biến diệt. Mọi vật khả ái, khả ý của ta đều bị thay đổi và biến diệt. Đây là lời khuyên thứ sáu của Đức Phật dành cho các vị xuất gia. Phải luôn luôn là xem xét, phải quan sát tất cả những cái gì mà mình thương nhất, mình quý nhất, thì tất cả điều đó đều thay đổi, biến hoại, không có tồn tại mãi. Chúng ta sang cái lời khuyên thứ bảy của Đức Phật. Người xuất gia phải luôn luôn quan sát. Hãy chậm. Ta là chủ nhân của nghiệp, ta là chủ nhân của nghiệp, thái tạng của nghiệp. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thái tạng của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là bà con của nghiệp, vân vân. Các vị thầy Việt Nam đạo được rồi. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thái tạng của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, chấm phẩy. Phàm nghiệp gì ta làm, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Đây là lời khuyên thứ bảy của Đức Phật. Vì tỳ kheo thường xuyên phải xem xét, quan sát về hành vi này, hành động, hành vi, về thân khẩu ý của mình là nghiệp. Đây tất nhiên là hành động, hành vi có chủ ý, có chế tana, có tứ tâm sở. Đây là gọi là kamma, là nghiệp. Nó là chính là mình là chủ nhân của nghiệp, là thái tạng của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, và có nguồn nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp, vân vân, thủ hướng của nghiệp, vân vân. Phàm tất cả những nghiệp gì mà ta làm thì ta sẽ rằng là chịu trách nhiệm về nghiệp ấy, hay là thừa tự nghiệp ấy. Thế đây là nói đến về nghiệp. Đây là lời khuyên thứ bảy của Đức Phật. Chúng ta đi sang cái phần là cái lời khuyên thứ tám hay lời dạy thứ tám của Đức Thế Tôn, là người xuất gia phải luôn luôn quan sát.
200, nó mở một kẹp. Quý thầy ghi, thời gian trôi qua bên ta, thời gian trôi qua bên ta, và nay ta đã là người như thế nào? Đây là lời khuyên thứ 8 của Đức Phật. Thời gian thì cứ lặng lẽ trôi qua đi, nhưng biết hôm nay mình như thế nào đây. Đây cũng là một cái điều đáng ưu tư đối với người mà là xuất gia cần cầu vô thường an ổn khỏi các khổ ách, luôn luôn nhận thức rõ rằng là thời gian sẽ cứ đi qua, nhưng mà không biết mình có tu học như thế nào, bây giờ chứ mình đã có được tiến bộ gì không, hay trong cái lý tưởng xuất gia, trong cái đường hướng tu tập, hay là trong cái mục đích của sự là tu học Phật pháp ấy. Thứ ba mà vậy, thứ chín, người xuất gia phải luôn luôn là quan sát thời gian trôi qua bên ta là người như thế nào. Là cái lời khuyên thứ 9 của Đức Phật là ta có hoan hỷ, ta có hoan hỷ trong ngôi nhà trống hay không. Hay có cái từ gọi là ngôi nhà trống, ngôi nhà trống, sunya là trống không, rộng không, sunya ta là tánh không, sunya gara là nghĩa là ngôi nhà trống. Này là lời khuyên thứ 9. Dạ vâng, thứ 9 rồi. Ta có hoan hỷ trong ngôi nhà trống hay không? Và cái lời khuyên thứ 10, vậy người xuất gia phải luôn luôn quan sát. Đây là cái lời khuyên cuối cùng. Ta có chứng được thành tựu được hay đạt được, ta có chứng được các pháp thường nhân. Đây là có một cái từ gọi là các pháp thường nhân. Đây đây là quý thầy mình có cái là những khi gặp vài một số thuật ngữ từ ngữ này, thì mình học là chấp phần quen, đọc chấp quen thì là thầy vào là thầy dễ dàng chứ gọi gì cả này. Trí kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Ta có chứng được các pháp thường nhân, phải trí kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Trí kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, xứng đáng bậc thánh. Ta có chứng được các pháp thường nhân, trí kiến thù thắng xứng đáng bậc pháp bậc thánh không? Này, để đến những ngày cuối cùng phải các đồng phạm hạnh có hỏi, để đến những ngày cuối cùng các đồng phạm hạnh có hỏi, phải ta sẽ không xấu hổ. Đây là lời khuyên thứ 10 của Đức Phật. Ta có chứng được pháp thượng nhân, trí kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh hay không? Để đến những ngày cuối cùng mà các vị đồng phạm hạnh có hỏi thì ta sẽ là không có còn xấu hổ. Đây, đây là 10 cái lời khuyên hay là 10 cái gợi nhắc của Đức Phật dành cho các vị này xuất gia rồi. Này, chúng ta là kết thúc cái bài kinh là: này các tỳ kheo, phải mười pháp này, phải người xuất gia phải luôn luôn quan sát. Chấm. Này là lời nhắc lại lần cuối của Đức Phật ở kết thúc của bài kinh ngắn này, là mười cái lời khuyên, mười lời nhắc nhở rất là ngắn gọn của Đức Phật, là liên quan đến cái lý tưởng xuất gia, rồi cái đời sống xuất gia, cái mục tiêu là cái đường hướng xuất gia, những cái phương pháp môn này, tu học của người xuất gia, có thể nó gọi gọn là ở trong cái 10 cái lời khuyên của Đức Phật này. Là chúng ta học cung bộ là dành phần lớn là Đức Phật thì nói cho những cái về cái lý tưởng của người xuất gia, cái
đường hướng tu học của người xuất gia, những cái phương pháp tu hành của người xuất gia và cái mục đích mà cái người xuất gia nhắm đến. Thì tất cả phần lớn những cái bài kinh trung bộ là dành cho những cái người xuất gia. À, chúng ta xem cái bài kinh này, chỉ có 10 cái lời khuyên rất là ngắn gọn Đức Phật mà để quý thầy chiêm nghiệm. Này, tôi nói qua tí về những cái từ ngữ và cái từ ngữ để mà quý thầy hình dung ra dễ dàng chứ không có gì cả. Thứ nhất là chúng ta trở lại cái lời khuyên thứ nhất, người xuất gia phải luôn luôn quan sát ta nay đi đến tình trạng là người không giai cấp. Đây, một cái suy nghĩ đầu tiên của người xuất gia là vậy, cả hại từ thân rồi bỏ gia đình rồi dòng bỏ thôi. Bỏ bố, bỏ mẹ, bỏ cả dòng dõi, dòng tộc về đó. Cho nên là cái thực tế, cái thực trạng này của người xuất gia là một người đã chối bỏ cái đời sống rồi, gia đình này không còn những cái quan hệ gì, có thể nói rằng là về cái đời sống gia đình, đời sống ngoài là dòng họ, dòng tộc gì nữa. Này thì chúng ta cũng thấy rõ ràng, và do đó là Đức Phật khuyên chúng ta rằng là phải hiểu rõ rằng là bây giờ là mình đi tu rồi, mình xuất gia rồi, cho nên cái vấn đề này, gia đình này, cái dòng tộc này thực ra thì không phải là cái trách nhiệm của mình nữa, nó đơn giản vậy thôi chứ không phải gì cả. Này cũng giống như là chúng ta đi tu rồi vậy, tự nhiên mình thấy rằng là mình rời xa gia đình, rời xa bố mẹ rồi thì thực sự là này cũng còn nhiều cái trách nhiệm nữa này, phải làm nữa. Và quả thực là mình cũng có là điều kiện để mà phải là làm những cái việc hiểu sự nhiều đối với cha mẹ, giống như cái những người còn ở tại gia đình rồi, mình đã xuất gia đi tu rồi, rời khỏi gia đình rồi, rời khỏi những cái điều kiện của đời sống gia đình này, của người gia chủ rồi, này ôm cái bình bát đi khất thực rồi, do đó rằng là cũng không phải là chuyện rằng là có thể rằng là hoàn thành hay làm được những cái công việc gia đình hay là chăm lo cho bố mẹ. Đây là nói đến cái tình trạng, cái thực trạng của người xuất gia rồi. Này cũng có cái nghĩa khác nữa rằng là đây là một cái lý tưởng, một cái quan niệm, một cái lý tưởng hết sức là cao cả của người xuất gia này, bắt đầu rời xa đi những cái quan niệm mang cái tính thì cách của là thế gian thế tục đi, những cái ràng buộc này, thì chúng ta thấy rằng đây là những cái thực sự là người xuất gia là vậy, hắn bắt đầu rời những hình thức, rời khỏi gia đình cũng là một hình thức mà thôi. Mình lại dường như là mình thực hành, mình tu tập làm sao để rời bỏ ngay trong cái tâm niệm, cái tâm thức ấy. Này, nhưng mà cái căn bản vẫn là cho thấy rằng là cái dấu hiệu của người xuất gia rời khỏi gia đình vậy, là có mang cái hình thức rồi, rời khỏi gia đình, rời khỏi những cái hoạt động và tính cách của là dòng tộc hay dòng giai cấp hay dòng họ vân vân. Và đây là những cái hình thức này. Nhưng mà mặt khác thì nó cũng phản ảnh lên một cái lý tưởng này, hết sức là cao quý của người xuất gia này, một cái lý tưởng là hoàn toàn là bình đẳng, không có giai cấp này, có thể nói rằng là không còn cái ý niệm phân biệt này, về giai cấp hay dòng họ, hay là về nói cách khác là không còn cái ngã tưởng này, cái ý niệm vô ngã phải nuôi dưỡng. Này, còn tất cả những cái này nó dính dáng đến cái ý niệm, nó liên quan đến ý niệm cái tối và cái ngã ở trong đó. Chúng ta thấy nó hình thành lên là từ cái phát xuất từ cái ý niệm có mặt mình hiện hữu, có cái tối, có cái ngã, thì từ đó bắt đầu nó mở rộng cái phạm vi của cái ảo tưởng, cái ngã tưởng ấy ra là những cái phạm vi khác rộng lớn hơn ở trong những cái bà con, dòng tộc, cái gia đình, dòng họ, dòng dõi, quốc gia vân vân. Thì tất cả này có thể nói như vậy. Đấy, do đó là chúng ta hiểu rằng là đây không giai cấp, ngụ ý một cái là người xuất gia cần phải nuôi dưỡng một cái tâm niệm là vô ngã bình đẳng này, không còn cái sự phân biệt giữa mình và người khác. Đây là nói đến cái lý tưởng cao quý của người xuất gia rồi, không có giai cấp rồi. Thì chúng ta không thấy nói rằng là đây để tiêu biểu cho cái một cái tâm nguyện, một cái lý tưởng hết sức là đặc biệt của người xuất gia để mà thể hiện cái thực thi cái con đường mà giải thoát giác ngộ là vậy.
là cũng phải lần lần rời bỏ những cái ý niệm về tôi đấy, hay là những cái sự vướng mắc hay sự trói buộc do cái ngã tưởng ấy nó tạo ra. Mà nó cụ thể nhất là những cái hình thức này, hình thức của gia đình, hình thức của những cái tổ chức, hình thức của xã hội, cái này cái khác này. Mà nó trói buộc rất hết sức là tinh tế ở trong đó này. Nhưng mà chúng ta phải, người xuất gia là cần gọi là nếp khám má. Người xuất gia là gọi là xuất gia là rời khỏi đi, viện ly, rời bỏ đi, gọi là nếp khám má là phải là xuất gia hay là xuất ly, từ để chỉ cho người xuất gia là này, nghĩa là đấy, rời bỏ đi những cái gì mang tính cách của thế gian thế tục, mà căn bản nhất là rời bỏ cái tham dục này. Mà còn sâu hơn nữa, rời bỏ ý niệm về ngã này, bỏ hết tất cả là vậy, nó mới gọi là xuất ly, biệt ly là vậy này. Ly khâm ma là vậy, này là chỉ cho người xuất gia này, chỉ nghĩa là người rời bỏ đi, người từ bỏ. Vì sao mà từ bỏ? Vậy thấy đó là khổ đau, thấy khổ cho nên từ bỏ chúng ta như cả đơn giản. Thấy sự trói buộc đây là khổ đau lắm này, cho nên phải phát cái tâm rời bỏ là phải xuất gia là vậy. Thì chúng ta thấy rằng là bất kỳ sự hiện hữu nào trên cuộc đời này đều đồng nghĩa với khổ đau với cả chứ cả gì cả này. Bây giờ phải tập rời xa, biệt ly, xuất ly, từ bỏ đi này. Mà cái do đó là người xuất gia đồng nghĩa với việc rằng là thấy sợ hãi, thấy sợ hãi là vậy đó. Cái đồng nghĩa chữ biết khu thì quý thầy hay nên thỉnh thoảng mình có đọc những cái định nghĩa chữ biết khu là tỳ kheo, thấy sợ hãi trong cái sự gọi là khổ đau, hay thấy sự sợ hãi của khổ đau, hay là thấy sự sợ hãi của sự là sanh tử luân hồi samsara này, thấy cái sự khổ đau của sự tái sinh, sinh tử luân hồi của sự hiện hữu không? Thì đây là đồng nghĩa với việc rằng là vì thấy được, hiểu được cái sự khổ đau của sự tái sinh, cứ sự tiếp tục tiếp diễn trong cái vòng trói buộc của là cái ái dục ấy này, của sự ái luyến ấy, của cái tam giới ấy, dục giới, sắc giới, vô sắc giới ấy, và người là người ta rời bỏ đi, quyết tâm rời bỏ đi, thì đồng nghĩa là người ấy là người xuất gia, của đồng nghĩa là bi khu, là tỳ kheo là vậy. Cái định nghĩa cơ bản là vậy này, là người thấy sợ hãi trong cái sự là khổ đau, hay là thấy sự sợ hãi khổ đau à, trong cái sự là tái sinh, sinh tử luân hồi. Thì do đó là vì ấy là trở thành cái rồi là tỳ kheo, hay là rồi là người xuất gia, không? Thì ở đây chúng ta không thấy nó liên hệ đến cái không giai cấp, là nói đến cái này đấy. Giai cấp là đồng nghĩa với là khổ, chứ không có gì cả. Đây, nguyên nhân của khổ, gốc rễ của khổ, hay là nền tảng của khổ đau nằm trong cái sẽ là giai cấp này, nằm trong ý niệm khổ đau, trong cái thực thi của nó cũng khổ đau, trong cái sự hiện hữu và hình thành của nó cũng là mang cái nghĩa khổ đau, hay nói cách khác là nó tạo khổ đau hay cả. Thì do đó là một, nó trở thành như một sự trói buộc mà người xuất gia cần phải rời bỏ, mới phải cân nhắc thường xuyên, xem xét thường xuyên. Đây là vấn đề thuộc về những cái gọi là cái lý tưởng mà cần phải nuôi dưỡng lâu dài, cần phải chiêm nghiệm lâu. Và đó là mình không phải là dễ thoát nó đâu, nó đơn giản vậy đó. Nó thì dễ, nhưng mà quả thực nó không phải, bởi vì thực ra mình sống hàng ngày, bởi vì có mối tương quan liên hệ mật thiết liên đồ cũng dễ. Nhưng mà biết rằng là nó trói buộc đó, nhưng mà quả thực là phải sửa soạn, phải nuôi dưỡng lâu dài cái tâm lý ấy, cái nếp sống ấy, thực tập cho đến đồ quen thuộc đi này, rồi mới lâu 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 bền kiên trì trong đó này, mới có đủ sức lâu ngày, mà đủ sức đủ năng lực để mà gọi là không còn bị nó chi phối, để mà giải thoát khỏi nó là vậy, hay để viện ly thực sự nó là phải tập này. Thì đây chúng ta nhận được mỗi lời dạy của Đức Phật này nó giúp cho mình có cái cơ sở để mà tiếp tục ưu tư, tiếp tục là chiêm nghiệm, tiếp tục mà là cái bước đi của mình này. Mà lại tất nhiên là lâu dài kiên định lắm, đôi khi như vậy chứ không phải ngày một ngày hai. Tôi xem ra mấy chục năm của đời mình thôi qua nhanh quá, mà mình không làm chỉ được bao nhiêu cả, nó buồn quá trời đi. Nhưng mà cũng vẫn còn niềm tin là mình thực sự là may,
mình vẫn gặp được những lời dạy Đức Phật, ít nhiều chứ mình vẫn có lòng thương quý đối với cái giáo pháp của Đức Phật, đối với con đường giác ngộ ấy, đối với mục tiêu giải thoát khổ đau ấy. Mà bây giờ chứ mình cũng được bắt đầu là có cái sự là nhân duyên này, là tiếp cận với nó này, học tập nó, rồi thực hành được ít nhiều, điều đó là may mắn cho mình này. Mình sẽ phải sửa soạn lần này. Hồi nãy có nghe quý thầy nói cái tập quán hay tập khí gì đó, nó nhắc nhở mấy thầy đó, nó là thói quen này, chẳng có gì cả, lâu ngày như khi hàng lấy đó. Bây giờ chứ mình tập lần cho nó bao mòn đi, dần dần nó giảm bớt cái những cái thói quen này này, rồi thói quen này cái này nặng lắm này. Nhưng mà thực ra thì cũng có chi khó, mà phải tập là lâu ngày quét, nó giảm dần. Nghe Đức Phật nói vậy mà thực sự là mình tu cái tập như thế này cũng biết được ngày mình là bào mòn được bao nhiêu cái gọi là cái lậu hoặc, cái phiền não, cái chướng ngại, thực sự mình biết được. Nhưng mà vấn đề là cứ làm kiên trì liên tục, làm mãi, hôm nay là ngày mai thì tiếp tục, ngày kia là tiếp tục mãi như vậy, thì đến lâu ngày vậy thì tự nhiên nó sẽ nói rằng là những cái gọi là cái tập khí, hay là những cái gọi là asava, hay là sự trói buộc hay vân vân, là lậu hoặc đó, thì nó được bào mòn, được hạn chế, được khắc phục, được bào mòn, rồi đến đồ gọi là tiêu mòn đi, không đủ, còn đủ năng lực để có thể chi phối mình được này. Thì đây là gọi là nó giảm dần nhờ cái công phu nỗ lực là kiên trì này của mình trong cái nếp sống mà hàng ngày ở chùa là vậy này. Đức Phật nói rằng là phải làm kiên trì, giống như là người thợ nề á, mà không biết rằng là mình đã làm được bao nhiêu rồi, là nỗ lực bao nhiêu, xây dựng được bao nhiêu công trình rồi, nhưng mà sau một thời gian nhìn lại cái cần bay cần búa của mình, mới thấy rằng là cái dấu vân tay của mình in ở trong cái cần búa ấy, cần bay ấy này, thì biết rằng là cái sự nỗ lực của mình rất là lâu dài, rất là bền bỉ, rất kiên trì này. Thì ở đây nói Đức Phật nói vậy. Rồi một vị tỳ kheo mà tinh cần tinh tận vậy, thực sự vị ấy cũng không biết được là mình là đã bào mòn hay là loại trừ được hay là giảm thiểu được bao nhiêu cái gọi là cái lậu hoặc của mình, ngay cái những cái chướng, cái pháp chướng ngại của mình ấy. Nhờ vậy vì cái nỗ lực kiên trì thì lâu ngày cái tập khí ấy, những cái lậu hoặc ấy, những cái pháp chướng ngại nó được là giảm thiểu đi như thế. Thì do đó thì chúng ta thấy rằng là những cái lời đây là nói, chúng ta nói đến cái vấn đề là cái tập lâu ngày là vậy mới là hoàn toàn là giải thoát được này. Này chúng ta có nhiều cái từ lắm, giải thoát này đôi khi gọi là thời giải thoát, rồi đến phi thời giải thoát này. Thời giải thoát là có những lúc những chập, chúng ta thấy cái tâm hồn mình thanh thoát, nhưng mà cũng đồng nghĩa vậy đã luôn luôn giải thoát. Cho nên là samaya là vimuti, là giải thoát có hàng lương. À, lúc này lúc khác này, ví dụ khi chúng ta là ngồi tụng kinh này, chúng ta thấy rõ ràng lúc bây giờ cái tâm chúng ta thanh thản, hoặc là ngồi thiền chẳng hạn, thì chúng ta này có những cái gì mà chúng ta lúc bây giờ chúng ta thấy cũng trói buộc, cũng vướng mắc, lúc bây giờ cũng có điều kiện cho tham dễ khởi, sân dễ khởi, là si nào có thể nó chi phối này, nhưng mà chúng ta rời khỏi cái môi trường, cái sinh hoạt ấy, thì những cái tâm tư này có thể nói những cái phiền não hay phiền buồn khổ đau, những cái trói buộc này vẫn là có thể nói là nó chi phối lại cái đời sống của chúng ta, thì do là gọi là thời giải thoát vậy. Và chúng ta phải tu tập như thế nào đến được gọi là đạt đến cái gọi là phi thời, bất kỳ lúc nào, mọi lúc mọi nơi, là amaya là vimuti, phi thời giải thoát. Cho nên nó đòi hỏi cái công phu lâu dài và kiên định của chúng ta trong cái vấn đề tu học vậy, trong vấn đề thực hành cái lời Phật dạy này. Này, phải làm lâu ngày thì nó sẽ thực sự là có kết quả chứ. Chứ còn không phải là tự nhiên, là hột nhiên mà đại ngộ. Không phải cái gì đâu, nó đến liền ngay lập tức, đến tức thì mà đến. Đức Phật khẳng định rất rõ là rằng là cái sự thật hay là cái mục đích chủ cảnh, cái sự giác ngộ và là sắc giá chân lý đó. Là đôi khi đồng nghĩa với là chữ là A-ra-hán, hắn ta hay là A-la-hán quả. Này thì ngài nó khẳng định rất rõ này, là cái chân lý nó không đến với con người ngay lập tức, ngay tức thì, nhưng mà đến do học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ. Đây là nói thì đến con đường bao mòn lần đến khi mà sự thật nó hiện lộ hoàn toàn, hay là khi mà người ta là chứng ngộ hoàn toàn cái mục đích là cứu cảnh giải thoát và giác ngộ là vậy. Nó do học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ. Đấy, những cái lời dạy Đức Phật nó căn bản là vậy, nó rất rõ ràng chứ không phải gì cả. Này, chẳng có gì chi mà phải nói rằng là nó đột biến này cả.
nó rõ ràng có một lộ trình, có một hướng đi, có một sự nỗ lực trình tự như thế để đi đến cái mục đích thủ cảnh thì nó vậy. Ngài xác định rất rõ, học từ từ, hành từ từ và thực tập từ từ. Thì đây là nói đến cái lý tưởng là thứ nhất, hay là cái tâm nguyện thứ nhất là vậy, là không giai cấp. Thì chúng ta sang cái lời khuyên thứ hai là đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. Nó gọi là sao? Đời sống tùy thuộc vào người khác, thuộc người khác. Bây giờ nhưng mà tại sao là mình đi tu mà giao cái số phận của mình cho người khác được? Này gọi là đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. Ngay cả Đức Phật là Ngài nói rằng Ngài Như Lai chỉ là người dẫn đường, chỉ bậc thầy đó. Này, còn mọi tất cả mọi người đều phải tự trách nhiệm về cái mục đích giải thoát của mình, chứ làm sao mà nói rằng là lệ thuộc vào ai được đâu. Ở đây nói đơn giản là nói cái người xuất gia đấy đó, và người xuất này một khi đã rời khỏi gia đình rồi ấy, và chuyên tâm vào cái vấn đề dành trọn thời giờ cho cái việc là học tập và hành trì lời Phật dạy này. Do đoạn này là cái gọi là cái sự mà gọi là cái núi sống hàng ngày, cái đời sống là vậy. Cái gọi là cái việc mà nuôi sinh mạng ấy, nuôi sống hàng ngày là phải là nhờ người khác, tùy thuộc vào người khác là vậy. Này, nghĩa là mình không làm gì, này mình không làm ra tiền ra bạc, không làm ra kinh tế, bởi vì thực sự đi xuất gia là có hai việc mà chính đáng mà cần phải làm đối với người xuất gia này. Vậy thứ nhất là học hỏi Phật pháp, và thứ hai là giữ sự im lặng bậc thánh, nghĩa là hành thiền. Hai cái việc tu và học là chính đáng nhất. Đây là lời khuyên của Đức Phật dành cho người xuất gia, có hai việc cần phải làm. Này, thứ nhất là thảo luận Phật pháp, này là Dhammakatha. Thứ hai là giữ sự im lặng bậc thánh, đồng nghĩa với việc là tu thiền. Này, một là học, hai là hành, hai cái việc đó thôi. Này, dành trọn thời giờ và tâm huyết cho hai cái công việc này. Này, thì đấy là cái công việc chính, hay gần như là đời sống của người xuất gia. Này, tập trung vào hai cái công việc này là chính. Do đó là vì này hay là họ không có làm chi ra tiền ra bạc cả, do đó là phải gọi là đi khất thực, ôm cái bạc đi khất thực. Thì chúng ta phải tùy thuộc vào người khác để đi ăn xin, thì chẳng có gì cả, đơn giản vậy thôi. Và đây chỉ cho cái tình trạng xuất gia của những cái gọi là cái giai đoạn của thời Đức Phật ấy. Và đặc biệt là nó bây giờ vẫn còn là cái truyền thống ấy vẫn còn được lưu giữ và truyền thừa trong các cái của quốc gia. Theo của Phật giáo Thượng Tổ Bồ, đấy là chư tăng là đi khất thực này, đó là gọi là tùy thuộc vào người khác là vậy đó. Là vấn đề để cho người khác họ hỗ trợ cho về cái mặt cấp dưỡng nuôi sống hàng ngày này, không bận rộn về cái việc đó này, mà còn lại dành trọn thời giờ và cái ý chí cho cái việc là tu và học cái giáo pháp của Đức Phật với mục đích là đạt đến cái cứu cánh giải thoát và giác ngộ này. Thì đây là có thể nói là một cái, cũng là một cái lý tưởng, một cái nếp sống này là đặc biệt của người xuất gia này, là đi khất thực nuôi mạng sống, không phải làm là kinh tế này, do đó gọi là tùy thuộc vào người khác này. Chúng ta cũng thấy đây cũng là có thể nói là một cái nếp sống, thể hiện một nếp sống mà cũng phải tập này, bởi vì nó có cái ý nghĩa cao cả, nó có ý nghĩa rất hết sức là đặc biệt mà chỉ có thể nói là người xuất gia và mới chấp nhận nếp sống như thế này thôi này. Chứ còn ai cũng không phải là gì chứ mà sống được nếp sống gọi là đi xin ăn, đi khất thực đâu. Bởi vì Đức Phật nói rằng là một trong những cái nghề hèn hạ nhất á, đấy là nghề khất thực. Ngài khẳng định rất rõ, nhưng mà Ngài thì hằng ngày ôm cái bình bạc khất thực và khuyên các tỳ kheo ôm cái bình bạc đi khất thực. Trong khi Ngài nói rằng đấy là một trong những nghề hèn hạ nhất trong các cái nghề là khất thực. Vậy thì vì sao mà gọi là để đi khất thực, phải chấp nhận một nghề hèn hạ như thế? Một cái nghề mà gọi thể là thiên hạ là chế cười khinh rẻ xem thường biểu môi vân vân này, thì rõ ràng là chúng ta thấy ngoài ra cái lý tưởng mà là giải thoát ra này, chỉ vì cái lý tưởng hay mục đích thì sự giải thoát ấy
mới có thể nói là chấp nhận cái nếp sống là hèn hại. Trong khi Đức Phật chúng ta thấy ba đời chư Phật cũng là thực hành cái nếp sống khất thực thôi. Và những cái lời khuyên của Ngài dành cho người xuất gia vậy luôn luôn là phải là tập trung vào cái vấn đề mà là tu và học và thực hành cái giáo pháp để mà đạt đến cái mục đích giác ngộ. Còn lại cái gọi là cái nuôi sống hàng ngày thì theo một cái cách nào đó, ở trong cái chừng mực nào đó để có thể nó bảo đảm cái mức độ nào đó duy trì cái sự hiện hữu của mình thôi. Như cái đấy cũng phải là cái mục đích, cũng phải là cái cứu cánh. Mà cứu cánh của người xuất gia là nó là trở thành cái phương tiện sống, cái phương tiện để cho người ta đạt đến cái mục đích là giải thoát và giác ngộ, hay là cái vấn đề nuôi sống là vậy, hay là duy trì sinh mạng, hay là sống này để làm gì, này sống là để thực hành hay là để mà thực hiện cái mục đích là giải thoát và giác ngộ. Mới gọi là sống, mới gọi là ăn, mới gọi là mặc là vậy. Ăn phải để vui đùa, để đam mê, để ham thích nha. Mà ăn là để hỗ trợ cho pháp hành là vậy. Trong cái định nghĩa của việc là tiết độ trong ăn uống của Đức Phật là vậy. Nó ăn có mục đích rõ ràng, mặc cũng thế. Tất cả cái sự mà thọ nhận, cái tử sự cũng như người xuất gia nó có mục đích rất rõ ràng vậy. Là để tất cả là đều hỗ trợ cho cái đời sống phẩm hành với cái mục đích là hướng đến cái cứu cảnh giải thoát và giác ngộ, đạt đến cái mục đích này. Do đó là người ta mới chấp nhận cái nếp sống gọi là khất thực này, mới nếp sống gọi là tùy thuộc vào người khác, nhờ người khác hỗ trợ cho cái phương diện là sinh tồn này. Này rồi, cho nên đây có thể nói rằng là chúng ta gọi là chánh mạng đấy, trong cái đời sở trong bạc chánh đạo Samajiva này, chánh mạng đấy. Và định nghĩa chánh mạng là vậy, nuôi sống bằng cái phương tiện chân chánh của người xuất gia. Này, chân chánh đây là chỉ chỉ cho cái việc khất thực chúng ta gì cả, không làm bất kỳ một nghề nghiệp gì cả. Và tất cả chúng ta nhớ rồi, sau này mình cái giai đoạn về sau này do yêu cầu phát triển của đạo Phật và tùy thuộc vào quan niệm của văn hóa của mỗi nơi, mỗi vùng, mỗi khác ấy. Do đó là chúng ta có thể tùy nghĩ những cái điều kiện này để mà thể hiện nếp sống tu học của mình. Nhưng mà trong cái giai đoạn hay trong cái bối cảnh của cái văn hóa Ấn Độ thời bấy giờ đấy, thì người xuất gia là chỉ có cái việc này thôi, khất thực vậy thôi, được gọi là chánh mạng. Còn ra ngoài ra cái việc mà đoàn để làm cái này làm cái khác mà kiếm thêm thu nhập ấy, thì gọi là tà mạng cả. Này, là tất cả là tà mạng. Quý thầy đọc trong cái bài kinh gọi là hai bài kinh đầu của Trường Bộ, bài kinh là Brahmajala là phẩm vọng, với là kinh là Samungkhoa Samanyaphala, thì thấy rất rõ cái những cái lời dạy là cái định nghĩa của Đức Phật như thế là chánh mạng, như thế nào là tà mạng. Này, cái đây là nói đến cái nếp sống ngoài đang là tùy thuộc vào người khác là vậy. Hay là nói cách khác đấy là thể hiện nếp sống là chánh mạng, hay nuôi sống bằng phương tiện chân chánh. Này, và chúng ta hiểu rằng là cái nuôi sống bằng phương tiện chân chánh theo cái lời dạy Đức Phật trong cái điều kiện, trong cái bối cảnh của cái ứng xử văn hóa cái thời đó vậy. Người xuất gia chỉ là việc đi khất thực là chết này, còn không làm bất kỳ việc gì cả. Làm bất kỳ việc gì nó không phải là cái công việc của là người du sĩ, người tu sĩ, người xuất gia sa môn, không phải. Mà đặc biệt nữa là quần chúng, mà khi họ thấy rằng là người xuất gia mà tham gia việc này việc khác để mà kiếm thêm thu nhập đó, thì họ không đồng tình. Này, do là chúng ta thấy họ được nuôi dưỡng trong cái môi trường này, và nuôi dưỡng và được hộ trì, được bảo hộ trong cái môi trường này, ngay kể cả những người quần chúng cư sĩ vậy, họ lại thấy vị tỳ kheo mà ôm cái bình bát đi khất thực thì họ rất là hoan hỷ. Này, họ có thể nói rằng là họ hoan hỷ, họ sẵn sàng là dâng hiến tự sự cúng dường để bảo đảm cho cái vị ấy nuôi sống để mà thực hành cái đời sống phẩm hạnh. Này, mà trong khi họ thấy rằng là vị này không đi khất thực này, hoặc là đi khất thực rồi ấy, mà tham gia làm thêm việc này việc khác để mà tăng thêm thu nhập, thì quần chúng thấy họ buồn lắm, họ không đồng tình, thậm chí họ phê phán. Này, thì do đó là chúng ta không thấy là cái bộ luật là vậy.
đó để thiết lập trên vì nhiều lý do khác nhau vậy. Trong đó có một phần là sự đóng góp của công chúng, những giống như phản ảnh xã hội, phản biện xã hội bây giờ mà nhờ vậy mà quốc hội họ thành lập hay là họ lập ban hành điều luật này điều luật khác là vậy, cũng nhờ cái sự là phản biện của xã hội. Rồi quần chúng là vậy, thấy sa môn hay là thấy các vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật còn sinh hoạt gì đó mà thấy ngon là khác cái truyền thống, cái khác biệt cái thói quen của họ, cái cách nhìn của họ, cái là bắt đầu họ dèn pha lên này. Mà thầy vị tỳ kheo nói với hôm nay là tại sao lại đi đến nhà gia chủ sớm quá này, hoặc là về trễ quá đi này, như vậy là biết rằng là như vậy là vì vậy đó là không phải là thực hành cái hành sa môn, như vậy là vượt ra ngoài cái hành này. Cái hành này là phải đi về cái đúng giờ, đi khất thực đúng giờ đó, rồi cũng phải về rời khỏi cái làng, rời khỏi thị trấn, rời khỏi cái người gia đình, người gia chủ cho sớm chứ không phải là về trễ được. Thế đây mà thấy mà cái biểu hiện khác thường cái là quần chúng người ta thấy là phản ảnh lên nè. Do đó có nhiều người vậy chạy đến vì thưa vì thế tốt. Bạch Thế Tôn có một số nhóm tỳ kheo hôm nay họ đi khất thực cái chỗ này chỗ kia rồi đi về vào làng sớm quá đi, và sau đó họ về trễ quá đi. Để bắt đầu từ đó Thế Tôn mới gọi các tỳ kheo lại, nhóm họp lại, việc đó có hay không. Nói Bạch Thế Tôn có. Để bắt đầu từ đó mới cân nhắc điều luật rằng là tỳ kheo không được đi vào làng sớm quá trước cái giờ đó và rời làng khỏi sau cái giờ đó. Thì đây là gọi là sự gọi là những cái nhân duyên xuất hiện các cái giới điều ấy, hay là những cái quy định về cái nếp sống của tỳ kheo, hay là quy định của sinh hoạt của tăng gia, nhờ phần lớn một số là cái phản ảnh của quần chúng là vậy. Đây chúng ta do đó là cái nếp sống của các vị tỳ kheo thời bấy giờ rồi này được hộ trì lớn lắm là vậy, được bảo hộ lớn, quần chúng họ là gìn giữ cho các vị tỳ kheo lắm, có sai thì chịu là họ cân nhắc lên này. Họ không được tự do giống như mình, nhưng mà họ may mắn hơn mình là họ được hộ trì lớn hơn, hộ trì đúng pháp. Đây là cái quả trong là cái tùy thuộc vào người khác là vậy. Nói đến cái lý tưởng xuất gia với ôm bình bản đi xuất thực này, là chúng ta cũng thấy đây là một cái nếp sống mà không mang cái tính thích là ích kỷ vị kỷ hay lười biếng gì cả. Mình đẹp sống hết sức là tốt đẹp, hết sức cao quý, hết sức là này, thì nói rằng là cao cả này. Bởi vì có các vị tỳ kheo ý thức thực là tạo điều kiện cho quần chúng họ tu tập, do đó là có cái nghĩa tướng quan là vậy này. Mọi người đóng một vai trò trong cái tổng thể của những cái sinh hoạt là có hỗ trợ nhau, khuyến khích nhau là vậy này. Thì quần chúng như vậy họ thấy được, học được những đức hạnh, cái gương hạnh cao quý của các vị xuất gia, họ nên họ phát cái tâm họ cúng dường vậy này, nuôi giúp cho các vị xuất gia để mà sinh tồn, để mà tu học lời Phật dạy. Để do đó là họ có thể nói là một cái điều kiện để là tạo cái điều kiện để cho quần chúng ta cũng có cái duyên, có cái dịp để họ thực hành lời Phật dạy, là thực hành cái con đường và đừng là mở tâm đấy. Con đường lợi lạc, con đường hướng thiện, con đường rồi trừ là nhiếp phục hay khắc phục từ tâm là bố thí cũng dương, đồng nghĩa việc rằng là hạn chế khắc phục được cái lòng tham đi là vậy này. Thế do đó là chúng ta thấy cái hành thức thực đặc biệt lắm, nếu hiểu cho đúng và thực hành cho đúng thì nó có nghĩa là từ lời và lời tha, lời mình lời người rất rõ ràng là vậy. Thế đó cũng có thể nói là trở thành một cái lý tưởng, một cái điều, một cái nếp sống mà đáng suy nghĩ, đáng cân nhắc đối với cái người xuất gia là như thế. Và chúng ta sang cái lời khuyên thứ ba là về cái chứng chỉ oai nghi. Thì đây là rõ ràng rồi, cái khái niệm đơn giản này. Thì chúng ta thấy rằng là người xuất gia có những cái phong cách của người xuất gia, phong thái của người xuất gia, những cái biểu lộ hay biểu hiện của người xuất gia trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày như thế nào này. Để tạo ra những cái nét hài hòa, tạo ra những cái hình bóng của có thể nói là gửi niềm tin cho nhiều người khác này. Nó cụ thể thôi chứ không có gì nhiều. Thế đây nói đến cái vấn đề là nay cử chỉ oai nghi của ta là cần phải thay đổi lời ăn tiếng nói này, cái cách ứng xử, rồi thái độ xã giao như thế nào, nói chuyện như thế nào này. Thế này, này. Người dạng đi, cách nói, cách đi, đứng nằm ngồi như thế nào. Thế mà chúng ta cũng thấy cũng là một nếp sống, cũng là phải cân nhắc, phải xem xét và tập.
lâu ngày nó mới thuần thục, mà nó mới là hài hòa, nó mới đẹp ra. Thì do đó chúng ta cũng thấy rằng cũng là một cái vấn đề nó liên quan đến cái đời sống và lý tưởng của người xuất gia, cần phải suy nghĩ, phải chiêm nghiệm. Vậy thì đơn giản hàng ngày như thế này, mình sống như thế này, mình đi như thế nào, mình nói như thế nào, mình đối xử với nhau như thế nào, để có thể là tạo được cái niềm vui hân hoan, tạo niềm tin cho mình, cho người như thế nào. Đấy, cũng là một cái ý thức nữa. Giống như hồi nay có cái thầy đó nói xuống, người nói là vì thầy cố gắng chút xíu tạo cái ý thức tập thể thì xíu, để cho mình còn, dù sao nữa mình cũng còn giữ quỹ tín cho, chống phải cho mình, nhưng mà cho trường nữa tí. Do đó là quỹ thầy ngồi lại thì với nhau tí vậy. Đây là thôi chẳng chả có gì. Đấy. Thế đây là gọi là cử chỉ oai nghi vậy. Đấy, cũng là một vấn đề mình để tâm một tí, suy nghĩ một tí, cân nhắc một tí. Bởi vì nói đi tu mà là hoàn thiện, cái bước đi những cái sự nỗ lực để hoàn thiện chính mình, hoàn thiện bản thân mình, từng bước đi, từ cả những cái gọi là có thể nào là thô thảo nhất cho đến những cái gọi là hoàn thiện, cải thiện, hoàn thiện những cái gọi là tinh tế nhất thuộc về tâm thức. Thì tất cả là đều phải là có thể nói là trở thành những cái đề tài hay chủ đề, hay đề tài của sự chiêm nghiệm, xem xét và cân nhắc thường xuyên, vào cái sự là nỗ lực để mà là thực hành thường xuyên, nỗ lực để mà điều chỉnh thường xuyên là như thế. Đây là cái thời giải thứ ba. Chúng ta sang thứ tư là không biết từ ngã, có chỉ trích ta về giới hành không, giới luật đó, giới hành. Thứ tư là nói về giới hành. Và không biết từ ngã thì từ ngã là trong cái tiếng Bali là chữ Atta này. Đây là nói đơn giản, là từ ngã là nói không biết chính bản thân mình. Này, có buồn phiền gì, có chỉ trích mình về cái vấn đề đạo đức hay không, về cái giới đức của mình không, giới hạnh của mình hay không. Này, hay là nói cách khác là mình không biết mình có vi phạm hay có phạm phải đôi chút lỗi lầm nào đó không, để từ thân mình khi mình xem xét lại mình tự thấy như mình thấy xấu hổ hay mắc cỡ. Này, thì gọi là tư vấn đối với chính mình về cái phương là về cái phương diện đạo đức hành kiểm của mình. Thế này nó nói đến cái vấn đề rằng là người xuất gia thường xuyên về xem xét cân nhắc về cái nếp sống kỷ cương đạo đức của mình này, hay giới luật này, không có gì cả. Đấy, chúng ta cũng thấy rõ là từng bước rồi mấy ngày người xuất gia đi từng bước phải thực hành từng bước bắt đầu thì vậy đó, rời bỏ gia đình rồi không còn dòng tộc dòng họ gì nữa, rồi sau đó thì đến cái vấn đề này cái nuôi sống này, nuôi sống rồi sau đó lại tiếp nữa rằng là đến cái vấn đề là cư xử hàng ngày này, cái oai nghi cử chỉ hàng ngày đó. Rồi tiếp theo nữa sâu hơn chút xíu nữa là bắt đầu nói đến cái nếp sống gọi là giới hạnh hay giới đức này, cái giới định tuệ. Thì đây cho thấy rằng là 10 lời dạy Đức Phật nó gọi gọn lại trong cái đời sống của người xuất gia, hay là nói cách khác là nói đấy là những cái gì mà người xuất gia là có thể nói rằng là cần phải là thường xuyên mà xem xét để cân nhắc, nên nó là thuộc về cái nếp sống hàng ngày của người xuất gia, cái việc mà người xuất gia phải đối diện hàng ngày, phải thực hành hàng ngày, phải là tu tập hàng ngày. Và còn nó cũng thuộc về cái mục đích là cuối cùng mà người xuất gia cần phải nhắm đến. Đây. Thì do đó là đây nói đến cái vấn đề giới hạnh, mà từ ngã hay là từ mình có thấy có buồn phiền gì không, hay từ trách mạng mình hay không, hay từ xấu hổ không. Trong cái từ Bali có cái gọi là từ tam quý, đúng đây đấy. Hiri là tam, hiri là tam là xấu hổ, hổ thẹn về chính mình. Này, lỡ như mình mà có cái chuyện mà vi phạm về là giới đức hay đạo đức gì đó, hoặc là vô tình mà rơi vào những việc làm xấu ác về thân, về lời, về ý đó. Này, thì thường ra thầy rằng là cần phải nuôi dưỡng thường xuyên, phải nuôi dưỡng cái gọi là hiri này, tâm tam, xấu hổ, hổ thẹn về chính mình. Trong cái trường hợp mình có những cái sai lầm gì hay là sai phạm gì về ba nghiệp ấy, này, hay trong những cái việc làm sai trái của mình về thân, về lời, về ý, thì lúc bây giờ có cái hổ thẹn, thì ở đây nói đến cái vấn đề là
là không biết tự ngạo và chỉ trích ta, không là nói đến cái việc là cần phải quý vị tỳ kheo người xuất gia cần phải nuôi dưỡng hay làm cho lớn mạnh hay sẵn sàng thế nào, phải biết rằng là tự vấn lại cái chính bản thân mình về cái nghiệp sống hay là về ba nghiệp của mình hay là về cái nghiệp sống này là giới đức là vậy, gọi là tam. Thì chúng ta sang cái thứ năm là không biết các vị đồng phẩm hạnh có trí sau khi mà xem xét có chỉ trích ta về giới hạnh hay không. Ở đây là cũng là giới hạnh, nhưng mà rõ ràng là nó không phải là ta nữa, tự mình nữa mà người khác. Đây, các vị đồng phẩm hạnh ở đây cũng là nói đến cái việc rằng là giúp cho người xuất gia để mà tăng trưởng được cái mà về giới đức của mình, về giới hạnh của mình, về đạo đức của mình, thì luôn luôn là cần phải từ mình cần phải quan sát, cần phải nuôi dưỡng cái tâm gọi là tam quý. Tam quý là có nghĩa là hirotapa. Hiri là tam, otapa là quý. Quý là xấu hổ, tam là xấu hổ, quý là sợ hãi, lo lắng người khác sẽ là buồn phiền, người khác phải chỉ trích mình, thì gọi là otapa. Và còn là hiri gọi là tam, nghĩa là cảm thấy tự vấn hổ thẹn đối với chính bản thân mình, cái lương tâm của mình vân vân, bị rãy rứt, bị cắn rứt này, thì tự mình thấy buồn phiền chỉ trích mình, không tự hài lòng với mình này, tự thèn với lương tâm, thì gọi là hy vi vậy. Thì ở đây nói đến cái gọi là người khác là vậy đó, là người khác không biết người ta có buồn phiền gì về mình về cái phương diện là đạo đức hay không, đây cũng là một vấn đề mình tự đặt ra cho mình rồi. Bên cạnh đó rằng là mình cũng phải là sống ở trên cuộc đời này, sống về phẩm hạnh thì còn nhiều người xung quanh nữa, mình muốn biết khi người ta nhìn vào mình, cũng biết người ta có hoan hỷ về mình về cái mặt là đạo đức hay không, về cái mặt giới hạnh hay không, về cái mặt đức hạnh hay không, hay là người ta buồn phiền, người ta lại chỉ trích mình, hay người ta lại là phiền buồn về mình vì mình là phạm phải những cái gọi là việc làm sai trái hay xấu ác về thân, về lời, về ý. Thì đây là gọi là thể hiện hay là nuôi dưỡng cái tâm gọi là quý, sợ hãi lo lắng này, người khác sẽ buồn phiền về mình, hay là sợ hãi lo lắng người khác sẽ chỉ trích mình về phương diện là đạo đức hay vi phạm đạo đức này, hay giới đức này. Thì đây được gọi là cái tâm niệm thứ năm của người xuất gia rồi. Nó cũng là một cái suy nghĩ, một cái sự cân nhắc để giúp cho mình trưởng thành về mặt là đạo đức, để hoàn thiện về mặt là đức hạnh của mình, và luôn luôn nghĩ đến rằng là tự thân mình rồi, và luôn luôn nghĩ đến có những người xung quanh rồi. Này, có đôi khi có những kẻ khúc mặt khúc mày này chứ thiên như vậy, mình nhiều khi mình không biết cho con, nhiều khi mình kẻ khúc mặt khúc mày này họ lại thấy rõ lắm, nhưng là chứ thiên mà trong kinh hay nói lắm. Mà khi mà họ thấy cái đó dấu hiệu người có đức hạnh là họ đến gần mình lắm, họ hỗ trợ cho mình, họ thương quý mình ghê lắm. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà tâm mà đầy tham, đầy sân, đầy sĩ, hay là biểu lộ ra những việc làm xấu ác về thân, về lời, về ý đó, này, thì trước tiên là thầy buồn phiền ghê lắm, họ không đến gần mình được. Nói vì sao vậy? Nói Đức Phật nói họ đến họ cách xa mình hàng trăm hàng ngàn do tuần ấy. Nói đến vì thế giới này cũng được, nói vì sao? Nó nghe cái mùi này, mùi tham, mùi sân, mùi si, ô nhiễm mà đến được. Nói khi nào mà cái thế giới thanh tịnh, con người thanh tịnh, con người thiên về thiền, là cái nếp sống hiền thiền mà chân chánh, là có giới hạnh đầy đủ, lúc bảy giờ chứng thiên à, và thầy nói là nghe đến được cái thế giới này này. Chứ còn không mà nếp sống mà chỉ thể hiện nhân loại mình sống ác quá thì chứ thiên không đến được. Rồi họ phải đến xa xa, nghe cái mùi tham sân si không chịu nổi, hệ thống họ hiền thiền, hệ thống họ không tương ứng với cái cảnh giới nó không thể đến được. Nên là khi nào mà thì thế giới nó bình yên, mà nó thiên về cái là mọi người nỗ lực hành trì Phật pháp là vậy, nó chứ thiên đến và ủng hộ, nó hộ trì rất lớn như thế này. Chúng ta bắt gặp rất nhiều về kinh ở trong kinh Tạng Bali nói đến, đề cập đến sự kiện này. Có nhiều vị vậy, ngay cả người cư sĩ vậy này, cũng được là chư thiên hộ trì lớn, là nhờ họ là nỗ lực hành trì theo cái giáo pháp hiền thiện của Đức Phật, do đó là có họ nuôi dưỡng được nếp sống ấy này, và chư thiên được chư thiên hộ trì rất lớn.
Đây nói đến cái vấn đề là giới hạnh là vậy. Chúng ta thấy là cùng những cái nó đơn giản thôi, nhưng mà nó gợi nhắc những cái lời khuyên của Đức Phật, gợi nhắc cho người xuất gia chúng ta luôn luôn có à. Nó phải việc là tu học cũng phải đấu sang, phải tìm kiếm đấu xa, mà nó nằm ở trong cái đời sống hàng ngày của mình nữa thôi, trong cái tư duy của mình, trong nếp sống hàng ngày của mình đó. Nếu mình biết cân nhắc, biết suy nghĩ cho đúng đắn, biết thực hành cho đúng, thì đấy là thầy nói rằng là thể hiện đúng đắn cái đời sống của người xuất gia. Và đấy người thầy nói rằng là giúp cho người xuất gia có được những sự là lời lạc tiến bộ như thế nào. Một khi mà có cái sự suy nghĩ chính chắn như thế, đúng đắn như thế, mà suy có một sự rằng là cân nhắc về cái nếp sống ấy, thì chúng ta thấy rằng là tự nhiên người xuất gia còn cái sự là tiến bộ hay tiến triển hết sức là rõ ràng trong cái đường hướng tu tập của mình, rõ ràng như thế đó. Thế đây hôm nay xin nghỉ rồi, mời quý thầy nghỉ rồi.